Rồi bây giờ sau khi chờ lấy lá dứa với đường phèn về thì mình ra mình thăm cây vú sữa. Ở nhà ở chồng mình thì có một cái rìa cá. Mình sẽ có một tập câu cá cho các bạn xem ha. Ở đây thì có trồng cây bưởi nè. Mấy cái lu này để hứng nước mưa đó các bạn. Đó, mít này nhà anh ta tốt dễ sợ không? Đây. Họ lan nhăn đầy luôn. Bây giờ mình qua cây vú sữa nha. Đó, vú sữa mẹ mình sợ có mấy cái con gì nó chích á, nên là người ta chỉ cái bịch ni lông, chỉ cần bịch ở trên thôi chứ không cần bịch ở dưới, tại vì nó hay bay ngang đâm ngang. Đó, thấy không, đung đưa thấy thương không? Đây gần hơn. Mình thấy rồi, quá trời không. Cây có ba lớn à, mà trái đuôi vậy đó. Còn đây là bạc hà. Bạc hà nấu canh chua nè. Hồi nãy mình bẻ nha đam vào đây nè. Đó, có hai bụi à. Mà bạn thấy cái dấu còn mới không? Bên này à. Dấu còn mới không? Có hai bụi mà không hết. Trái này nó to hơn trái trứng vịt rồi. Nó tròn quay à. Để mốt mà lột bao ni lông ra mình quay hết nguyên cảnh coi nó mới vui, nó mới thích. Còn cái bưởi này trồng không biết vậy trồng bao nhiêu lâu mà chưa có trái gì hết. Bữa nay sẽ nấu chè đậu xanh với nha đam. Cây nha đam cây nó dài dễ sợ không? Nhiều lắm, nãy giờ gọt được quá trời luôn, nó nhớt cho nên là trong thau này sẽ để muối trong này, để muối trong này đã chưa. Đó, ở trong đây cũng có muối luôn, bây giờ mình bỏ vô đây gọt trước. Tại hồi nhỏ em ở gần bệnh viện, nhưng mà thật sự bệnh viện có một cái mùi mà em rất ghét, cái mùi cồn chích á, cái mùi cồn ta xoa vô người mình trước khi chích á, cậu nghe cái mùi đó là sợ. Thường là lấy làm bào, nhưng mà bây giờ mình gọt bằng cái này cũng được. Gọt này cũng dễ hơn. Thịt nó thịt nó dày nữa sợ. Còn nhúng xuống không thì không biết. Muốn dụ chó nhà mình có dụ đồ ăn, dụ đang ăn 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 ngon 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 quá. Rồi bây giờ mình đã sau khi rửa nhiều lần với muối thì nó đã bớt nhớt nè, đáng kể đó, không còn nhớt nữa. Bây giờ mình sẽ đi cắt. Cắt vừa ăn thôi. Đó, ở đây mình ăn miệng mình bự lắm, mình rất bự. Thì trong cái thau này là cũng có muối nha, để cho nó bớt nhớt. Mình còn rửa thêm mấy lần muối nữa đó. Đó, để vô đây. Thì là mình cắt xong thì mình vớt ra, mình bỏ vô rổ nè. Rồi bây giờ là sau khi mình đã sắt xong rồi, mình vớt ra một cái rổ thì là nó vẫn còn nhớt. Thì bắt đầu mình mới cho muối vô. Mình làm vài lần, làm chừng nào cho nó hết nhớt thì thôi. Cái này rất là dễ các bạn. Xúc vào đây ha. Bây giờ mình sẽ dùng hai tay mình nhào lên, nó sẽ ra hết nhớt.
mình bóp càng nhiều thì nhớt nó càng ra nhiều. Mình nhào một hồi xong rồi thì mình bỏ vô cái thau để mình bắt đầu là mình rây ra cái thau đây. Đó, nhớt nè, nhớt nó rớt xuống. Còn như nhớt nó sẽ rớt xuống bấy nhiêu. Các bạn nhớ lựa cái rổ mà nó có cái lỗ cũng to để mà dễ ra nha. Rồi, bây giờ mình đã sạch sẽ rồi nè. Các bạn coi nè. Đó. Hết nhớt luôn rồi, không còn một miếng nhớt. Nó như thịt vậy á, như rau câu vậy. Xinh xai nè. Còn đây là đậu xanh. Đậu xanh mình đã ngâm nước rồi khoảng nửa tiếng. Chút nữa mình do mình đổ cái nước rồi đi, rồi mình bỏ lên mình nấu. Đây, sau khi mình đã nấu đậu với lá dứa thì lá dứa héo queo, đậu con đang nở chưa? Con lấy được rồi chưa hả? Dạ rồi mẹ. Nè, lấy đi khi nào hết hả? Mẹ lấy đấy, con nấu, con bỏ dừa rồi. Dừa chưa? Vậy là cắt phải không? Nè, để đi. Mình vớt lá dứa ra ngoài rồi đó. Bỏ nha đam vô. Thì sau khi bỏ nha đam nó sẽ nổi mặt nước giống vậy nè. Thì hiện tại bây giờ nha đam nó đang đục. Chút nữa chín á, chìm có nổi có, nhưng tất cả sẽ chuyển sang màu trong. Còn bây giờ đang đục nữa, đục như thịt dừa vậy đó. À, mình sẽ đậy lại nấu tiếp ha. Chút nữa mình múc ăn thì mỗi người một muỗng, một hai muỗng cho cái chén đó. Là nước này nó thơm mùi lá dứa.